Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay là thứ sáu rồi, bên Việt Nam là tối thứ sáu rồi. Cũng như mọi khi thôi, Tony Phạm xin chúc cho cô chú anh chị, các em, các cháu ở Việt Nam cũng như là bên Mỹ này một ngày, một buổi tối vui vẻ hạnh phúc gia đình. Hôm nay thì chỉ còn một ngày nữa thôi là sẽ cuối tuần rồi. Vậy thì câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào? Hôm nay thì có tin là Đinh Lan đã lên tiếng. Nhưng thật sự ra Đinh Lan thì cũng chưa có nói thẳng tên như thế nào. Vậy thì câu chuyện như thế nào trước khi mình chia sẻ cho cô chú anh chị về vấn đề của Uyên Phạm, một người bạn thân của bà Nguyễn Phương Hằng. Mà bạn thân này là đúng nghĩa là bạn thân, chứ không phải giống như bạn thân của là bà Nguyễn Phương Hằng là phải đi tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và muốn cho bà Nguyễn Phương Hằng đi vào tù. Thật sự sau khi mà nhiều câu chuyện xảy ra thì một trong những người mà từng đi tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có là ai? Đó là người bạn tên là gì quên mất tiêu rồi, nhưng trong đó là, để tôi nhớ coi, ca sĩ Bích Liên, nhớ rồi, ca sĩ Bích Liên. Ca sĩ Bích Liên á thì thật sự cũng đã, sau đó thì cũng đã tâm sự với Tony Phạm. Và cái thời mà ca sĩ Bích Liên á nha cô chú anh chị, thì cũng lên án và nói xấu bà Nguyễn Phương Hằng. Lên nhiều những cái bài về thâm cung bí sử của bà Nguyễn Phương Hằng, và có rất nhiều các kênh YouTube, trong đó có Tony Phạm cũng lấy những cái việc chia sẻ của là ca sĩ Bích Liên để chia sẻ cho mọi người. Thì thời điểm đó thì cô chú anh chị thấy là ai, là Phương Anh Châu cũng lên và nói về ba người bạn, trong đó là có ai, Ngô Trang, Bích Liên, Việt Hà. Đó, chửi ba người này rất là nhiều. Vì sao? Bạn thân mà lại coi như không có bao che cho, coi như là người bạn của mình ha, mà lại lên là nói những cái chuyện thâm cung bí sử ra. Nhưng mà hôm nay tôi thật sự rất là phục, đó là ai? Đó là Uyên Phạm, một người á là cũng là rất là nhiều về bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng dám nói. Và khi bà Nguyễn Phương Hằng có nói rằng á là Uyên Phạm là lừa đảo cái gì đó, nhưng mà Uyên Phạm cũng bỏ qua rất nhiều những cái từ ngữ, những cái lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng và vẫn là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là mới là cái bản chất của sự thật, đó là như vậy. Còn Bích Liên sau này cũng đã tâm sự với Tony Phạm rằng là bà Hằng á thì thật sự cũng có tội, rất là tội bà á, và cũng đã hiểu ra nhiều câu chuyện và giúp đỡ Bích Liên rất là nhiều nha cô chú anh chị, chứ không phải như lúc trước Bích Liên cũng đã hối lỗi. Và ngay cả chị Nhị Hà cũng nói với Tony Phạm rằng là sao, là bà Hằng bà nói đúng đó, đúng không chị Nhị Hà, đúng không? Cho dù chị có binh là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chị chửi em đó như thế nào, nhưng mà chị cũng phải xác nhận cho em một câu rằng chị cũng đã nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng nói đúng trong cái vụ là của là Uyên Phương với Đàm Vĩnh Hưng, cái vụ mà giám khảo á, là cái gì gì đó có, là chị cũng đã nói rất nhiều rồi. Nhưng mà có một người bạn thân của bà Nguyễn Phương Hằng thì sao, hỏi cô chú anh chị lên làm viết đơn tố cáo. Cô chú anh chị thấy kinh không? Vậy thì tại sao hôm nay có rất nhiều người đã nhắc tới người bạn này và Đinh Lan nó lại lên là nó nói, và đính chính nói như thế nào, thì mời cô chú anh chị cho Tony Phạm điểm một số tin tức ngoài lề, đó là nói về báo chí nha cô chú anh chị, nói về báo chí. Vậy thì như thế nào đây, Tony Phạm sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị một số, bởi vì tại sao mà Tony Phạm là không thích báo chí khi mà sáng nắng chiều mưa giữa trưa sương mù giật cái tích lên là sao cô chú, báo Thanh Niên á giật tích lên là sao. Đây mình quên chưa tổng chào cả nhà mình nha. Mình thấy tín hiệu ok rồi thì mình xin tổng chào cô chú anh chị, chút xíu mình giao lưu sau. Báo Thanh Niên á, sau khi bắt là Hàn Ni anh sĩ thì giật một cái tít rằng là mở rộng điều tra vụ án Hàn Ni bắt Trang Trần và Đinh Lan. Sau đó thì sao, hỏi cô chú chị thì lại gỡ bài. Rồi bây giờ đó thì hôm qua báo Pháp Luật cũng lên một cái tựa đề nha cô chú anh chị là sao? Là gì nhỉ? Đây. Nhà gì tôi phải đọc lại cái bài này nha cô chú chị, đây. Đây, đưa một tin rằng phát hiện nhiều cảnh sát giao thông sử dụng ma túy trong khách sạn. Nhưng hôm nay thì gỡ bài và xin đính chính vì có những chi tiết là sai sự thật. Đó, báo Pháp Luật nha. Báo chính chủ của ông là Đức Hiển đấy nha. Nhưng mà báo Thanh Niên có đính chính không hả cô chú anh chị? Gỡ bài nhưng không đính chính. Nhưng báo Pháp Luật đã mạnh dạn lên tiếng rằng những thông tin sai sự thật đó lên là gỡ bài. Vậy thì sai sự thật ở chỗ nào? Không ai dám nói. Đúng chỗ nào? Không ai dám nói. Sai chỗ nào? Cũng không ai dám nói. Vậy thì
Khi cô chú anh chị thấy là có rất là nhiều những bài báo, ví dụ như là Việt Nam Net nha, cũng là gỡ bài, rồi là báo mới cũng gỡ bài, nói chung là tất cả đồng loạt đều gỡ bài về cái việc là phát hiện nhiều cảnh sát giao thông sử dụng ma túy trong khách sạn. Cô chú anh chị thấy là lạ không hả cô chú anh chị? Đúng không? Vậy thì dĩ nhiên rồi, phải có cái gì đó. Đúng không? Một là sao? Có một thì tất lên 10. Có hai nữa là chỉ đạo của ai đó, không muốn là cái bộ mặt của là cảnh sát giao thông, công an nhân dân mà đi sử dụng ma túy. Lúc trước á, có một cái bài báo hai nữ cảnh sát làm trong phòng cháy chữa cháy sử dụng ma túy. Tiếp sau đó thì sao? Là cảnh sát giao thông. Nhưng tôi vẫn còn một cái bài đây nha cô chú anh chị. Khi cô chú anh chị đánh vào cái đường link là cảnh sát chơi ma túy thì ở đây vẫn còn rất là nhiều những cái tiêu đề. Đây cô chú anh chị coi nha. Đây, vẫn còn nhiều những cái tiết, nhưng khi chúng ta bấm vào đó thì không còn, đường link này không còn tồn tại. Nha cô chú anh chị, vẫn còn những cái điều đây. Bắt quả tang nhiều cảnh sát giao thông sử dụng ma túy. Thấy chưa? Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Nhưng khi chúng ta bấm vào thì đường link không còn nữa. Nha, đường link không còn nữa. Nhưng ở đây có một cái bài vẫn còn. Đó là Sibut Link. Vẫn còn cái tiêu đề. Nha cô chú chị. Và tôi sẽ đọc lên để cho cô chú chị nghe chút xíu nha. Đây. Ủa, gỡ bài luôn này. Mới đây. À, gỡ luôn rồi. Hay thật. Sao lại gỡ luôn rồi nhỉ? À, đây thử coi. Nhiều cảnh sát chơi ma túy, gỡ thử coi. Gỡ rồi, cũng gỡ luôn rồi. Nói chung là đồng loạt gỡ luôn. Nhưng mà tôi ra cũng gỡ luôn rồi. À, vậy là gỡ luôn rồi cô chú anh chị. À, đây còn không? Đây. Đây còn. Nhiều cảnh sát giao thông dùng ma túy trong khách sạn là thông tin không đúng. À, bây giờ cũng cải chính luôn. Ủa, vậy sao kia vậy? Nhưng mà tôi phục một cái là báo pháp luật dám lên tiếng và dám chỉnh sửa và thông tin cải chính. Nhưng cải chính như thế nào? Có những cái lỗi gì? Không nói. Sai sự thật cái gì? Không nói. Đúng không? Dám nhận, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Sai là sửa. Nhưng sai chỗ nào? Không dám nói. Sai chỗ nào hả cô chú chị? Có báo con giám định chính không? Không dám nói đúng không? Đó, nhưng mà tôi chụp lại được rồi. Đây. Đây là coi sai. Theo kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, nội dung bản tin trên có nhiều chi tiết sai sự thật. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã rút bản tin trên khỏi hệ thống và chân thành xin lỗi công an thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn đọc. Cảm ơn. Khâm phục. Dám nói, dám làm, sai, chịu trách nhiệm. Cái đó thì tôi hay. Còn nếu như mà không dám chịu trách nhiệm thì bảo đảm cho cô chú anh chị luôn là đi. Nhưng mà sai chi tiết chỗ nào cô chú anh chị? Không ai biết chi tiết sai chỗ nào. Đúng không? Một tờ báo mà lên tích, giật tích câu view, thậm chí cả YouTube luôn. Báo pháp luật của ông Hiển cũng là làm YouTube luôn. Để những cái tiêu đề hồi xưa bây giờ đỡ rồi. Bây giờ đỡ rồi, tại vì sao? Nhiều người lên án, lên nó là đỡ rồi. Nhưng hồi xưa đó nha, đưa những cái tích rất là kinh khủng. Rất là kinh khủng luôn. Đó là báo pháp luật đó. Rất là kinh khủng luôn. Đó cũng trực tích câu view giống như là YouTube bình thường. Đấy, đây là một cái chứng minh để cho cô chú anh chị rằng khi người ta sử dụng truyền thông để người ta hạ bệ một người đó, trong đó vụ của bà Nguyễn Phương Hằng, người ta đã sử dụng truyền thông để đi hạ bệ rất là nhiều. Những cái việc tốt của công ty cổ phần Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng làm, báo chí đưa tin rất là nhiều. Ví dụ tôi nói đơn giản thôi, cái vụ mà đi là xử lý nước mặn ở Bến Tre cùng với ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đó. Ít báo, ít đưa tin lắm. Nha, ít đưa tin lắm. Tại sao? Cái đó là mặt tốt. Nhưng những cái mặt xấu, những cái mặt mà coi như là không tiêu cực đó, thì đưa tin rất nhiều. Ví dụ như là công ty cổ phần Đại Nam nợ thuế 99.000 tỷ đồng. Tôi cũng dựa vào đó, tôi cũng chia sẻ. Rồi là 14 năm, xin lỗi cô chú anh chị, 2014 tới 2019, 4 năm trời, công ty cổ phần Đại Nam làm từ thiện chỉ có 13 12 13 triệu, 12 13 tỷ.
Nhưng thực tế đó đâu phải như vậy hả cô chú anh chị? Con số làm đi từ thiện là tới quá trời rồi, 4.000 hình như 4 mấy, 46.000 bao nhiêu tiền tỷ đó. Hồi xưa lúc trước là dân trí cũng đã thống kê rồi đó, đó rất là nhiều. Đó là truyền thông, mà trong đây cô chú anh chị lại phải nhắc tới người bạn thân của bà Nguyễn Phương Hằng, đó là Việt Hà Chương. Kết hợp với truyền thông đó là ai? Đó là phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuận. Sử dụng truyền thông để là sao? Truyền tải những cái mặt tiêu cực của công ty cổ phần Đại Nam. Có những mặt tích cực thì không truyền tải, không có loan báo, đúng không? Cô chú anh chị thấy người ta trong vụ của bà Nguyễn Phương Hằng này, càng ngày chúng ta càng sau này đó, sau cái phiên phúc thẩm này và hậu drama này, cô chú anh chị bắt đầu nhìn thấy là sao? Xã hội đó càng ngày càng đi thực tế hơn những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng bà đã từng nói. Ghế bay vèo vèo, báo ha, cũng giật tích câu view, kiếm tiền, đúng không? Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa sương mù. Đấy là thực trạng này cô chú anh chị. Đúng không? Thực trạng như thế này này. Rồi sao? Cái việc có là nam em, cái việc có ông Thương Tín, ai làm thì người đó chịu, đúng không? Rồi giật một cái tích lên nói rằng là xấu hổ thay cho nam em và Thương Tín. Thương Tín, nam em, nó có sai gì thì nó chịu trách nhiệm. Không có ai mà xấu hổ thay cho nó nha. Đừng có viết kiểu mà truyền thông rồi sau đó là dập người ta tay tua. Cô chú anh chị thấy không? Báo chí truyền thông là chỗ này nè. Bởi vậy tại sao mà bà Nguyễn Phương Hằng với ông Huỳnh Uy Dũng khi khởi xướng đấu tố là ông Võ Hoàng Yên, vấn đề lừa đảo, người ta không có muốn sử dụng báo chí truyền thông, tại vì người ta dư tiền mà, người ta không muốn, mà người ta cho tiền để các kênh YouTube nói thực sự lúc đó đó bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng đó là mời là 200 khách mời ăn miễn phí buffet ở là khu du lịch Đại Nam, miễn phí 200 người và ăn miễn phí. Và thời điểm đó bà Nguyễn Phương Hằng hào phóng cho các kênh YouTube cứ người nào tới cho 2 triệu. Nhà báo, mà báo là báo phải báo là không phải giống như là báo ấy đâu nha, báo mà nói chung là phải biết đó, cho 5 triệu. Thời điểm đó có 2 triệu một cho một kênh YouTube đó, sao đó là cho tiền xăng, cho bồi dưỡng để người ta kết công, người ta tới để người ta loan truyền những cái thông tin mà đã bị che giấu bởi báo chí, ngay cả báo chí chính thống luôn, che giấu rất rất là nhiều, không dám nói sự thật. Chỉ có các kênh YouTube người ta mới đi tìm kiếm thông tin, đi tới tận nơi, tận những nơi mà ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh đó, người ta trực tiếp người ta phỏng vấn những cái người là sao bị từng bị luôn nhá, từng bị ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh bấm huyệt khỏi hay không, người ta đi tới tận nơi để người ta làm. Còn báo chí thời điểm đó và hiện tại bây giờ cũng là sao? Canh me các kênh YouTube ha để lấy thông tin. Tôi nói thật sự là như vậy đó. Báo chí bây giờ cũng dựa vào là các kênh YouTube. Tại vì sao? YouTube bây giờ nó phổ biến quá rồi. Và thậm chí đó, YouTube đó, nha, có nhiều người, người ta còn biết sớm hơn là cả báo chí. Vì sao hả cô chú chị? Rất đơn giản thôi. Tôi quen với ông này, tôi quen với bà kia. Tôi nói đơn giản thôi, bà Nguyễn Phương Hằng. Bà quen với ông này, bà quen với ông kia. Đúng không? Và là sao? Chuẩn bị cái này cái kia đó. Thì sao? Khi bà nói chuyện với người này người kia, thế là sao? Đưa những người kia bắt đầu đưa tin cho YouTube, YouTube nhảy đến nói. Đúng không? Cô chú chị bởi vậy là YouTube đó, thậm chí là thông tin còn nhanh hơn báo chí. Nhưng mà để mà nói một thông tin chính xác đó ha, thì phải chờ đợi báo chí ra. Nhưng mà rốt cuộc báo chí cũng tin tào lao xịt bực, cũng đưa tin là cảnh sát giao thông sử dụng ma túy, đúng chưa? Và bây giờ thì sao hả cô chú? Cũng phải gỡ bài. Nhưng tôi khâm phục một cái rằng gỡ bài là sao? Nhưng đính chính. Cái này là cái tốt, cái điểm tốt. Nhưng báo Thanh Niên gỡ bài không có đính chính và cũng không xin lỗi luôn. Cô chú anh chị thấy chưa? Mở rộng điều tra vụ án Hàn Ni, anh Sĩ bắt Trang Trần và Đinh Lan. Nhưng rốt cuộc cô chú anh chị thấy không? Gỡ bài. Nhưng rốt cuộc là sao? Không có cải chính và cũng không đính chính, một không một cái lời xin lỗi người ta. Nhưng hôm nay thì sao? Tại sao mà khi nói về công an, cảnh sát giao thông sử dụng ma túy thì gỡ bài, đính chính? Còn khi mà nói về người dân, nói về Trang Trần, nói về Đinh Lan thì sao hả cô chú chị? Không có đính chính. Vậy thì nó có phe không hả cô chú chị? Phe là sao? Đó là có sự công bằng không? Đúng không?
Mà khi bà Nguyễn Phương Hằng bà nói được những góc khuất của từ thiện, của nghệ sĩ, đúng không? Đi làm từ thiện chỉ cần sao kê thôi, dễ dàng quá mà, sao kê thôi, tại sao không sao, đúng không? Đó rất là bình thường. Vì sao? Tiền là tiền của bá tánh. Khi người ta nhận tiền của mình thì mình phải sao kê. Đi giúp cho người ta là giúp vào lúc ngặt, chứ không phải ngân tiền ở đó rồi là 6 tháng không giải ngân. Khi phát hiện ra thì mới nói là sao? Là chậm trễ, rồi viện lý do là ở bệnh tật phẫu thuật nọ kia. Cái lý do đó không chính đáng. Không chính đáng. Khi người ta chuyển tiền vào, nếu như mình cảm thấy khó khăn không đi được, hoặc là bệnh hoạn gì đó, mình chỉ cần nhờ cậy người thân, hoặc là chuyển cái tiền đó cho mặt trận tổ quốc, những cái nơi đó đó cần nhanh. Chứ không phải khi bà Nguyễn Phương Hằng bà phát hiện ra thì mới lên đính chính và xin lỗi, đâu có được. Cái đó là sai, nhưng đã xử lý triệt để chưa? Rồi nghệ sĩ dùng tên tuổi của mình, đánh bóng tên tuổi bằng cách là sao? Kêu gọi từ thiện, vừa có tiếng và vừa có miếng. Nghệ sĩ kêu gọi từ thiện là người ta vừa có tiếng và người vừa có miếng. PA cái thương hiệu của mình lên, nha cô chú anh chị. Chứ thật sự ra đó, nha, người ta có tốt hay không? Tự cô chú anh chị đánh giá. Đúng không? Tôi là PA nên tôi là kêu gọi. Cái đó là tôi đã PA cái thương hiệu của tôi lên rồi đó. Không cần phải quảng cáo. Mà tự coi như là mọi người người ta đánh. Ôi dồi ôi, thằng Tony Phạm nó đi làm từ thiện hay quá. Đúng không? Thế là mọi người biết là ô Tony Phạm hay quá, giỏi quá, Tony Phạm máy đỉnh. Đó, tôi cần như vậy thôi. Ha, nhưng mà tiền này, tiền của bá tánh. Chứ mà tiền tôi bỏ túi ra. Cô chú hiểu không? Đó là PA thương hiệu của ta. Có nghĩa một mà ăn cả hai đó. Cô chú anh chị vừa được là sao? Được tiếng thơm, vừa PA cái thương hiệu lại thành là ca sĩ nổi tiếng luôn. Đó, và bây giờ cô chú anh chị thấy sao? Nhiều nghệ sĩ đó, đúng không? Là đi làm từ thiện nè, một hoàn cảnh khó khăn nè, đúng không? Cô phạm nhân kia nhá, đấy thương quá, nhà coi như là ở giờ coi như ở trên núi, sao bây giờ tôi phải là đi làm từ thiện, đúng không? Xây nhà cô đó bỏ ra 400 triệu, 400 triệu để chi? Để mà xây nhà cho cô phạm nhân đó. Úi dồi ôi, nhiều phạm nhân lắm, nhiều phạm nhân lắm, nhiều người lắm, nhưng mà tại sao cái cô này lại được là báo chí đưa tin lên là sao? Đàm Vĩnh Hưng, đúng không? Xây nhà 400 triệu cho cô phạm nhân này, mà cô phạm nhân này chồng cô ở đâu? Cô đã đang làm gì? Tại sao mà có một đứa con? Đúng không? Chồng đâu làm gì? Sao đứa con phải ở với ông ngoại? Cô chú anh chị, đúng không? Tại sao nhiều hoàn cảnh khác không có? Coi như đi giúp đi, mà là đi giúp cho cô phạm nhân này, đúng không? Đánh bóng tên tuổi, báo chí rầm rầm đưa tin. Cô chú anh chị thấy kinh không? PA tên tuổi của mình thôi, bỏ 100 triệu, bỏ 400 triệu, nhưng thu về 4 tỷ. Đó là sao? Đánh bóng tên tuổi là PA thương hiệu mình lên bằng cách là đi làm từ thiện nhờ báo chí truyền thông. Nhưng mà nó thuộc cao, đúng không? Hả cô chú gì? Gỡ bài, đúng không? Và bây giờ nói về Uyên Phạm và Đình Lan. Đây bây giờ nói cả 18 phút rồi. Và hôm nay thì sao? Đình Lan nói gì? Đây, Đình Lan nói gì? Cô chú chị, đúng không? Đình Lan nói gì đây? Nó viết như thế này đây. Hôm nay cả sao 3 ngày rồi, nó bữa nay thì nó viết ha, mà Đinh Lan đó là một nhân vật rất là quan trọng. Đằng sau Đinh Lan là ai? Từ từ cô chú anh chị sẽ biết được nha. Đằng sau Đinh Lan không phải đơn giản Đinh Lan nó lên nó nói mà nó không có là vì cái gì, nó nói là phải có cái gì đó. Tại vì nó là đi, tôi nói thẳng luôn, nó đi lừa người ta nhiều lắm nha, nó lừa lắm. Bây giờ nó viết nè, đây: Tụi mày tuổi gì mà liên lạc được với chị Đinh Lan này, chị Linda thân gu hả, đồ dẻ rách góc nhỏ TV. Đó là có lại kêu những kênh TV đó. Còn thằng Lý Lắc Vlog thì cũng giống Hương Quảng Châu thôi, toàn là đói quá nên kiếm miếng ăn mà thôi. Gốc Việt thì tung tin Đinh Lan không dám lên đính chính với bạn ở Mỹ. Thiện Đời Sống không có Đinh Lan này, mày không có cái hốc vào mồm sao mày? Vắng mặt 1-2 ngày là chúng mày lại tung tin này nọ. Minh Chí TV đói quá hả con? Hôm bữa nay là không nhắc tới là ông luật sư Vũ với ông Quang Phục nha. Trời trời, những đứa nợ hay lên mạng khoe khoang, bắt đầu là nó bem Uyên Phạm nè. Lúc trước á
thì nó lên nó khen là Uyên Phạm là bản thân là giỏi đúng không, chút xíu thôi dẫn lời cho cô chú chị cái sự mà cháo chở của Đinh Lan là chỗ này nè. Bây giờ nó nghe bắt đầu nó đi bem bem Uyên Phạm nè, mà lúc trước nó khen Uyên Phạm rất là nhiều luôn, bây giờ nó bem nè nè. Trời trời, những đứa nợ hay lên mạng khoe khoang hột xoàn cà rổ, sổ đỏ cả cân hoặc từ Mỹ đầu tư về Việt Nam lắm. À, vợ chồng chúng mày bán đó, hồi xưa đó, đó chị Uyên Phạm, hai đứa tôi rất rất là rất ấy, tình cảm lắm. Tuy rằng đó là có sự sốc lộ nhưng mà hai đứa tôi tâm đầu hợp ý lắm. Nó nói câu trước xong nó đá câu sau liền. Đấy cái sự lừa đảo ngay cái việc ăn nói thôi, chứ chưa nói tới việc là tiền bạc. Này, đó, là Việt Nam là vợ chồng chúng mày, nó nói Uyên Phạm là vợ chồng chúng mày đó bán hột xoàn moi gì đây moi salin thì khách hàng là con mụ hột xoàn cà rổ cái kia, ý nó là bà Hằng đó là khách hàng của Uyên Phạm, tiền đâu mà đầu tư vào Việt Nam má ơi, vợ chồng má nổ như vợ chồng trọc phú kia luôn. Cái miệng là miệng Đinh Lan nói ra là mua cái bệnh viện đa khoa của bà Đào nó, chút xíu tôi cho cô chú anh chị nghe, nghe nghe Đinh Lan nói nè đúng không, tiền đâu ra mà đầu tư vào Việt Nam má ơi, vợ chồng má nổ như vợ chồng trọc phú kia luôn á, có nghĩa là đó nó nói là Uyên Phạm nổ cũng giống như bà Hằng nổ à. Mắc mệt cái vụ nói Đinh Lan là chân sai vặt cho nó mới ghê à, trong đó là hôm bữa đó thì á, là Uyên Phạm có nói rằng á, là nói đúng ra Đinh Lan không phải là bạn thân mà nói chân sai vặt thì cũng không phải, nói chung á là nói chung là bạn bình thường bằng cách là môi giới, bằng cách môi giới, và đúng thật Đinh Lan là môi giới, đúng Đinh Lan á, là khuếch trương thân thế quen ông này bà kia, rồi có rất nhiều người sa vào cái cạm bẫy rằng con Đinh Lan này đó nó sao nó quen quan hệ nhiều người lắm, chính chị giàu cũng phải mắc mưu con Đinh Lan này, phải mua của nó 202 triệu tiền đông trùng hạ thảo hả, cô chú chị thấy chưa, chính chị giàu cũng phải mua nó đó. Tại vì sao? Nó khuếch trương thân thế bằng cách là sao? Nó PR lên, bản thân lên, nó tôi quen ông này, tôi quen bà kia. Đó để chạy trọt. Đó có chú anh chị thấy không? Bây giờ đó, những nhiều những vụ án mà bây giờ là cứ dựa vào thân thế để nhận tiền hối lộ, để chạy án. Quen thân người này, quen thân người kia. Nên nó mới có là sao? Nó là môi giới. Tự xưng lên, tự PR lên. Đó, tiền đâu mà đầu tư vào Việt Nam má? Ơi vợ chồng nó nổ như vợ chồng trọc phú kia luôn á. Mắc mệt cái vụ nói Đinh Lan là chân sai chân vặt cho nó mới ghê, rồi nói kêu bà Phấn đưa tiền cho Đinh Lan mới ghê, vợ chồng mày có tiền đâu mà cho ai vậy vay đâu, định dựa vào Đinh Lan để khoe khoang mình biết Đinh Lan để tăng giá trị mình lên à, đúng là hai cặp vợ chồng lừa đảo đó. Bây giờ đó nó lên tiếng đó Uyên Phạm ơi, nhưng mà tối nay vào lúc 11 giờ tối bên Mỹ này cũng như là 11 giờ trưa ở bên Việt Nam, cô chú anh chị hóng tiếp tục là Uyên Phạm sẽ lên kênh của Tony Phạm nhà cô chú anh chị để nói về bà Nguyễn Vàng, và tôi sẽ nói cái những cái gì mà Đinh Lan nó nói là Uyên Phạm là lừa đảo ha, rồi là dựa vào Đinh Lan để tăng giá trị bản thân lên má ơi. Mà lúc trước á, nó nói như thế này đây, nó kêu người ta nó bia này cô chú chị nghe này đúng không, thì mới có một cái chuyện là cái kênh mà bà Hằng bắt đầu chửi phản động vào ngày 24 tháng 7, kể từ đó nó mới khơi thêm một tội mới, đó là làm cái tinh thần hòa giải theo nghị quyết số 36, nghị quyết của Trung ương á, về việc là hòa hợp hòa giải dân tộc giữa Việt Nam với Mỹ với kiều bào của ta khi mà bỏ quê hương đi qua bên xứ người, rồi bây giờ thành công rồi, bây giờ là Việt Nam là ra cái nghị quyết số 36 của Trung ương đó chính là hòa hợp hòa giải dân tộc, nó đang tồn tại bao nhiêu năm nay thì bà con kiều bào ở nước ngoài vẫn đầu tư về Việt Nam, thì dân có giàu thì nước mới mạnh, đầu tư và thậm chí có những cái ca sĩ nghệ sĩ như là ca sĩ Phi Nhung, như là Hoài Linh, tất cả những người Rồi. Ca sĩ Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, đúng không? Hoài Linh thì qua bên trước Đàm Vĩnh Hưng đi, đúng không? Trở về Mỹ và thậm chí cả Đan Nguyên luôn cũng muốn rục rịch trở về Việt Nam để chi cho cô chú anh chị, để là kinh doanh, để đi hát hò, để đi kiếm tiền. Thật sự bây giờ tôi nói thẳng cho cô chú anh chị luôn rằng nghệ sĩ, ca sĩ ở bên Mỹ này không có đất sống. Tại vì sao? Tại vì người Việt, những người mà qua đây lâu rồi càng ngày càng già đúng không, người ta sao, người ta càng ngày càng không còn nữa, và những lớp trẻ đó
thì sao? Càng ngày càng mai một đi. Nó không còn nghe những cái ca nhạc của người Việt nữa. Càng ngày nó càng lớn rồi. Nó chỉ thích nghe nhạc của là sao? Của Mỹ mà thôi. Nên ca nghệ sĩ đó càng ngày là càng không có đất sống. Phải đi hát chùa, phải đi hát trong sòng bài mới có sống. Nha. Lâu lâu mới một có show. Còn ở Việt Nam thì show đầy. Đúng không? Lúc nào cũng chạy show. Đó. Bởi vậy tại sao mà Hoài Linh, tại sao mà có rất là nhiều nghệ sĩ phải về Việt Nam hát? Vì sao? Kiếm tiền. Mục đích là kiếm tiền thôi chứ không là cái gì hết trơn. Nói để cho mọi người biết là như vậy. Tại vì sao? Mỹ càng ngày cái lớp trẻ lên nó không nghe nhạc Việt Nam. Mà bây giờ nó nghe nhạc Mỹ không à? Đúng không? Nó thậm chí bây giờ mai mốt lên đó mà không có trường học dạy tiếng Việt đó nha thì sao? Nó quên luôn cả tiếng Việt luôn. Đó. Coi như là nhập đâu, nhập gia thì tùy tục. Đó, càng ngày tôi nói còn 5-60 năm nữa thì nói thật ra không biết là nó còn nói tiếng Việt không nữa kìa. Chứ đừng nói rằng nó nghe ca nhạc của Việt Nam. Nên sao? Nghệ sĩ phải chạy về Việt Nam hát. Nha, đó là kiếm tiền đó. Chứ không phải là coi như là về xây dựng đất nước con khỉ khô. Mà đi kiếm tiền. Mục đích là đi kiếm tiền. Nhìn đi, Đàm Vĩnh Hưng đó. Đúng không? Việt Nam hát không à? Chứ bên Mỹ này hát ai nghe? Ha? Chỉ có một số nào đó thôi. Đi hát thì cũng bị tẩy chay, bị coi như lên án tùm lum hết trơn. Bởi vậy phải về Việt Nam. Đan Nguyên cũng rục rịch về Việt Nam. Rất là nhiều những ca nghệ sĩ phải về Việt Nam hát thì mới có tiền. Đó, rồi mang trở tiền trở về Mỹ để đầu tư, mua nhà, mua cái này mua kia rất là nhiều. Chứ ở bên Mỹ này không có đất sống, nó thẳng một câu là như vậy. Ở hải ngoại cũng về Việt Nam để cống hiến đó và xây dựng đất nước. Và ca sĩ Phi Nhung có làm cái biện pháp là nuôi một cái trại trẻ mồ côi ở tại Việt Nam. Thì bà Hằng đã tấn công ca sĩ, tấn công giới nghệ sĩ rất là nhiều, thì biên phạt không có nói tấn công, không có nói tấn công, mà bà đầu tiên bà chỉ nói rằng là sao, là nghệ sĩ làm từ thiện là phải sao kê. Thời điểm đó có ai sao kê không hả cô chú anh chị? Nhập nhằng đánh lận con đen. Khi mà nghị quyết 63 ra, nó nhập nhằng đánh lận con đen. Sau này á, nghị định 93 ra thì bắt đầu là sao? Là phải sao kê. Những người nào đứng lên kêu gọi từ thiện thì phải là lập riêng ra cái tài khoản riêng, chứ không phải bỏ vào cái tài khoản lập riêng cái tài khoản riêng là để cho là từ thiện, chứ không phải lấy tiền đó người ta ủng hộ rồi bỏ vào cái tài khoản riêng của cá nhân mình. Sai. Ở đây đó là người bà Hằng bá nói về nghệ sĩ là đi làm từ thiện là phải làm như vậy vậy đó. Thế à? Vậy thì sao? Tại vì đánh lận con đen. Nên bà lên tiếng đó là tốt cho mọi người, để tốt cho những người dân, người ta hưởng vào cái sự là trợ giúp của Mạnh Thường Quân. Đồng tiền nó đi thẳng vào cái nơi mà cần giúp, chứ không phải thông qua là người này người kia rồi biển thủ. Nha, bà Hằng bà lên tiếng chứ không có tấn công. Bà không tấn công mà bà lên tiếng để nói về vấn đề đó, để cho người ta biết. Bây giờ bắt đầu mới nói cái chủ đề ngày hôm nay là cái mối quan hệ giữa Uyên Phạm với Đinh Đấy. Lan. Thì bây giờ trước tiên về Uyên Phạm. Đinh Lan quen biết với Uyên Phạm vào năm 2009. Tại vì năm 2009 thì Đinh Lan có một cái người là một đại gia ở Cần Thơ, nhưng mà lại đầu tư cho tỉnh Sóc Trăng để xây bệnh viện đa khoa Vạn Phúc. Bà đó, bà chủ tịch tên là bà Đồng Thị Vũ Phấn. Đồng Thị Vũ Phấn đó. Thì bà ấy đã tìm tới Đinh Lan để nhờ cái việc rằng là có vay của Uyên Phạm một số tiền, vay tiền nóng để mà đó, miệng mình nói đó, là bà đó tìm tới Đinh Lan đúng không, để vay Uyên Phạm số tiền nóng đúng không? Mình nói cho ai nói, đúng không? Uyên Phạm nó đâu có nói, nó đâu có nổ, mình nói đó. Tối nay cô chú anh chị, tối nay 11 giờ là Uyên Phạm sẽ lên kênh của là Tôn Phạm. 11 giờ tối nay cũng như là 11 giờ trưa ở Việt Nam đó, cô chú anh chị hóng nha. Đó, nó nói đó. Nó nói bà đó Đồng Thị Phấn gì đó, đúng không? Để liên lạc đó. Đó, coi như là sao Uyên Phạm cho vay tiền đó. Nó nói cho ai nói. À, mà nó nói người ta nổ. Ha. Đầu tư vô trong cái xây dựng cái bệnh viện đó. Đó, giấy phép này nọ. Cho nên là bây giờ cần Đinh Lan là giúp đỡ để có cái cách nào đó để mà có được một cái nguồn vốn đầu tư vô cái quỹ an sinh của đường vốn nước ngoài để mà vay, để mà đầu tư vô trong cái bệnh viện đó. Thì có tiền trả cho Uyên Phạm, tiền tiền lời lẫn cái tiền đó. Nhưng đến cuối cùng thì Uyên Phạm do chị Đồng Thị Vũ Phấn này đã nợ tiền mà
không có khả năng đóng lại bao nhiêu tiền đó, cho nên là Yên Phạm mới kêu bà đó phải làm cái thủ tục sang tên cái bệnh viện đa khoa Vạn Phúc ở Sóc Trăng đó cho Yên Phạm. Thì từ đó cho đi Linh Lan mới quen với Yên Phạm và hai đứa cùng tuổi với nhau, cho nên chơi với nhau cũng gọi là rất là thân và rất là hợp ý. Hai đứa có thể mày tao chi tới chửi nhau nhưng mà cuối cùng rồi lại hề hề. Và Linh Lan coi bạn như là một cái người bạn thân, tại vì rõ ràng với người những người mà ngang cơ ngang lứa thì thường khó chơi với nhau lắm. Đàn ông rất là dễ, nhưng mà phụ nữ với phụ nữ thường họ chơi với nhau mà nó ngang tầm ngang sức thì thường là thôi. Cho cô chú chị nghe chút xíu vậy thôi. Đâu, nó cũng môi giới vậy. Ha, nó đính chính đó. Mà bây giờ bữa nay nó lên nó viết rằng nó kêu người ta là sao lừa đảo, hai vợ chồng không có tiền, đúng không đó? Đinh Lan. Những lời nói như thế hồi xưa đâu? Đúng không? Cách đây bao nhiêu để tôi coi coi. Cái này là cách đây 2 năm. 2 năm về trước đấy. Nó khen đáo để, nó khen Uyên Phạm đáo để luôn. Đúng không? Mà cái chuyện mà nó lừa nhiều người đó không phải chỉ có anh Vũ Văn Thịnh mà nó lừa rất là nhiều người. Về vấn đề vụ của anh Thịnh đó, tới nhà nó đó, các kênh YouTube tới nhà nó, nhà Đinh Lan đó, để mà coi như là chủ mục đích của người ta là sao? Để kêu Đinh Lan trả nợ, trả tiền, chứ không phải xuống là tấn công giống như là báo chí đưa tin rằng là mấy chục kênh YouTube là tấn công là nhà Đinh Lan là về bà Hằng xạo tào lao, không có đó. Mà mục đích của người ta là tới đòi nợ. Nhưng mà nó có trả đâu hả cô chú anh chị? Đây là những cái cú lừa rất rất là tinh vi. Mà hiện tại bây giờ là trên không gian mạng, cô chú anh chị, người ta lừa rất là nhiều người. Lừa bằng cách là sao cô chú anh chị? Lừa bằng cách là đi kiện cáo. Đi kiện người này, kiện người kia. Nhưng không có bỏ đồng xu các bạc nào tiền túi của mình ra. Mà kêu gọi người ta để đi lừa. Đó là lùa gà. Đúng không cô chú anh chị? Tôi lại phải nhắc tới cái vụ mà kiện cáo có liên quan tới anh Dũng. Anh Dũng bị kiện, anh Dũng kêu quỹ pháp lý, đó là công khai, ai thích thì bỏ vào. Nhưng cái vụ của anh Mai Vũng Tàu là anh bỏ tiền túi ra 20.000 để là đi kiện, anh không kêu gọi. Thắng thua như thế nào do ông tòa quyết, anh Dũng sai thế nào thì do ông tòa quyết. Nhưng cái vụ mà đi kiện anh Dũng giữa Minh Tú và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không có bỏ đồng xu các bạn nào lên để mà đi kiện, nhưng mà đi kêu gọi rồi những các kênh YouTube thì sao, vào nói rằng ủng hộ bằng cái miệng, đi tiếp đi tiếp. Nhưng mà có đỏ bỏ đồng xu các bạn nào không, hay là lên để lùa gà, lên để kêu gọi bằng hình thức là sao, đi là đi kiện cáo rồi sử dụng những đồng tiền đó. Mà cái kết quả như thế nào chúng ta thừa biết được rồi. Vụ Vương Phạm với Phiêu Đồng tới tháng 1 của năm 2026 đó, 2 năm nữa thì mới giải quyết. Nhưng Vương Phạm đi kiện ông Phiêu Đồng, người ta bỏ tiền túi ra chứ không có kêu gọi. Anh Mai Vũng Tàu đi kiện Nguyễn Tiến Dũng, anh cũng bỏ tiền túi ra có 20.000 đô thôi, không có nhiều. Nhưng mà vụ của là Minh Tú và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì kêu gọi tiền của cộng đồng, rồi là lên phát động phong trào truyền thông. Nhưng mà ủng hộ các kênh YouTube thì ủng hộ bằng cái miệng, đi tiếp, nhưng đồng không có bỏ đồng xu các bạn nào. Tiền là tiền của Mạnh Thường Quân, nhưng kết quả đó nó có được hay không? Bởi vậy tại sao bây giờ có rất là nhiều những hành vi lừa đảo, lùa gà, ngay cả vấn đề của anh Thủy Phan cũng vậy. Đúng không? Hôm qua thì là sao? Chia sẻ với chú nói rằng là thưa những thằng có tóc, chứ không phải thưa những thằng chọc đầu. Bộ thưa anh Thủy dễ lắm hả? Hả? Những cái vụ mà lên á, YouTube lên trên mạng để đấu tố, để mà chửi bới, để nói kia, nó nhan nhản, nó bình thường, nó bình thường như cân đường hộp sữa. Đó là vấn đề dân sự. Tòa người ta không xử ba cái chuyện tào lao xịt bụp mang lên trên tòa đó, người ta còn cười cho nó kìa. Việt Nam thì sao? Kiện cáo, kiện này kiện kia chỉ để mục đích là sao? Để lùa gà. Để lùa gà, để hưởng lợi trong vấn đề đi kiện cáo thôi. Nhưng cái kết quả nó làm sao hả cô chú anh chị? Có rất nhiều người đại gia, người ta bỏ tiền túi ra để người ta đi kiện, để lấy lại danh dự. Có. Ví dụ như là cô Taylor Swift đi kiện một cái anh kia chỉ lấy 1 đô, tại vì cô giàu rồi, cô bỏ tiền túi ra,
cô đi kiện cái người kia đó chỉ vì sao? Rờ vào cái sao? Không phải rờ nữa, không biết cố tình hay là vô ý, mà rờ vào cái mông của cô. Thế là sao? Rồi là ăn vạ. Thấy cô này là giàu có quá, bắt đầu là đi kiện. Đúng không? Đi kiện để chi? Để lấy tiền của cô là Swift Taylor, mà bây giờ cô này rất là nổi tiếng trên thế giới, để đòi là cả triệu triệu đô. Nha, ăn vạ đấy. Đó, nó nắm thằng có tóc chứ không phải nắm thằng chọc đầu ở chỗ này nè. Nhưng cuộc là sao của cô chú chị? Bị cô là ca sĩ này kiện ngược lại. Và cô này cũng chỉ là lấy cái danh dự thôi, lấy một đô thôi. Và anh rút cuộc anh này thua kiện, khởi xướng ra đó để đi kiện cô là Swift Taylor. Nhưng mà rút cuộc sao? Bị cô kiện ngược lại và phải bồi thường là chỉ có một đô thôi. Đó là người ta giàu có. Còn bây giờ cô chú anh chị sao? Ông chia sẻ với chú cũng vậy, cũng nhăm nha đòi đi kiện anh là Thủy Phan để lấy 1 triệu đô, lấy cái con khỉ khô lá mít à. Thấy người ta có tiền thì bây giờ là đi sao? Đi rồi đi kiện. Nhưng mà có chứng cứ đâu của cô chú anh chị lên vu khống xuyên tạc rồi nói tầm bậy tầm bạ, đòi đi kiện nhà giàu để lấy tiền à? Mục đích của mấy người là như sao? À, rồi thấy ông Dũng có tiền rồi là sao? Cũng đi kiện để lấy tiền à? 1 triệu đô à? Rồi sao của cô chú anh chị? Những người mà Mạnh Thường Quân đó, người ta bỏ tiền vào đó, người ta thấy là không ngon ăn rồi, vụ kiện nó kéo dài tới 3-4 năm rồi, không được rồi, thì sao của cô chú anh chị? Người ta rút tiền về, người ta không kiện nữa. Tại vì sao? Là sử dụng tiền sai mục đích. Minh Tú nó đi kiện bà Hoa, bà Hoa bà cũng đã xin lỗi rồi. Trước tiên khi mà kiện người ta, cô chú anh chị nên nhớ rằng là đầu tiên á nha, là phải ông tòa đó sao, phải đầu tiên là sao, có cái chuyện là hòa giải đó, kêu nó gỡ bài chưa, mày đã kêu nó gỡ bài chưa, có kêu nó xin lỗi chưa, bà Hoa bà xin lỗi là được rồi, đúng không? Ông Dũng cũng xin lỗi chưa, đã có giấy tờ kêu ông Dũng xin lỗi chưa, không có cái vụ đó, đúng không? Trước tiên đó là phải có hòa giải. Nên có rất nhiều người vẫn bị mắc lừa, lừa một cách rất là tinh vi, quen ông này bà kia. Đinh Lan nó cũng vậy thôi, có rất nhiều người bị nó lừa lại chỗ này nè, nó quen với ông này, nó quen với bà kia, phô trương thân thế lên để chi ở cô chú anh chị, để cho nhiều người cứ tin tưởng rằng ồ thằng này nhá, nó quen với ông cốm này cốm kia nha, người làm trong tứ trụ nha, để chi hả cô chú anh chị, nó có uy tín mà, nhờ vả nó mà, đưa tiền cho nó đi. Nhưng rốt cuộc là kết quả đó, chúng ta phải nhìn được kết quả đó nó có được hay không mới là quan trọng. Nên hiện trạng bây giờ cô chú anh chị lừa đảo rất là tinh vi, bằng cách lùa gà đi kiện cáo lẫn nhau. Kiện cáo lẫn nhau cũng chỉ mục đích là sao? Là lùa gà để lợi ích cá nhân thôi. Nhiều cô chú anh chị không có nhìn được cái kết quả. Chúng ta phải nhìn kết quả. Tôi nói đơn giản cái vụ của Tịnh Thất Bồng Lai, đúng không? Quyên tiền lập quỹ GoFundMe để đưa người thiền nam 30 người qua bên Mỹ này. Tôi nhìn cái sự việc đó là không được rồi. Nhưng mà khi tôi lên tiếng thì sao hả cô chú anh chị? Có ai tin không? Có ai tin không? Và bây giờ thì sự thực nó như thế nào? Sự thực nó như thế nào? Có quyên tiền có đưa người thiền nam được bên Mỹ không? Không được. Rồi tiền mất tật mang, tiền của ai? Hả cô chú anh chị thấy rõ cái sự việc đó chưa? Giờ bây giờ cũng giờ tới kiện cáo. Bởi vậy Tôn Phạm, mục đích của Tôn Phạm chia sẻ cho cô chú anh chị là sao? Tránh những cái vấn đề là bị người ta lừa. Tiền là tiền của cô chú anh chị, không phải tiền của Tôn Phạm, đúng không? Tiền của mình mà tại sao mình để cho người ta lừa một cách như vậy? Bởi vậy ấy, làm YouTube Tôn Phạm đã nói rồi, nói thẳng một câu luôn á, là sao? Sự thật nó chỉ được có là 60% thôi, còn á, là sao? Phải biết cách ăn nói, phải biết dẫn dắt khán giả, thậm chí là mê hoặc nữa kìa, ma mị khán giả nữa kìa. Để chi? Để cho người ta tin mình, để người ta đóng tiền vào. Đó là lừa người ta. Thà rằng á, mình cứ nói chơi chơi sàm sàm vui đi, nhưng đừng có quyên tiền lập quỹ, đừng có là xin tiền của người ta. Nhưng bây giờ cô chú anh chị thấy là có rất là nhiều người ăn nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà rút cuộc là sao hả? Đi vào lòng đất rồi sao? Xin tiền, xin tiền mọi người. Cô chú anh chị thấy bây giờ cái hình như bây giờ nó không còn một cái sự là liêm sỉ gì nữa rồi. Bây giờ lên mạng là xin tiền trực tiếp luôn, đúng không? Thiếu ăn tới nỗi mà bây giờ lên mạng xin tiền là làm đầu làm tóc mua đồ luôn. Úi dồi ôi, không còn liêm sỉ luôn. Tôi thấy bây giờ sao kỳ thế ha, ngộ ha.
Thôi, đây là cái câu chuyện này để cho cô chú anh chị cảnh giác. Tối nay 11 giờ. 11 giờ tối nha, cô chú anh chị nhớ 11 giờ tối, có nghĩa là 11 giờ trưa ở Việt Nam đó. Cô chú anh chị Hóng Uyên Phạm sẽ tiếp tục lên để nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Đây mới chính là người bạn thân thật sự nè. Còn những người bạn thân lúc trước đó, cô chú anh chị nhớ những người bạn thân của bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có Ngô Trang nè, Việt Hà nè, rồi là Bích Liên nè. Tại sao lại phải đi coi như là nói xấu bà Nguyễn Phương Hằng? Đó là hội nhóm phe phái. Hội nhóm phe phái. Nhưng á, Bích Liên cũng nhìn ra sự thật, cũng nói cái lời cảm ơn bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương tốt. Chị Nhi Hà cũng có là quay ngược lại và cũng đã nói. Còn riêng cái người mà đi tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đó, đó là Việt Hà Trương đó, thì đưa tin toàn là tin xấu của bà Nguyễn Phương Hằng không à. Không có một lời nào tốt. Ai cũng vậy thôi. Không ai 10 phân vẹn 10. Bà Hằng cũng có cái tốt, có xấu. Tốt nhiều, tốt xấu. Ai, đâu có ai là tốt hẳn. Đâu có ai 10 phân vẹn 10 cô chú anh chị. Ai cũng có cái tốt, có xấu chứ. Những cái mặt tốt người ta không nói. Toàn là những đưa mặt xấu, đưa tin cho người ta không à. Đó là truyền thông đó cô chú anh chị ạ. Tôn Phạm cũng có mặt xấu vậy. Tôi đâu phải lúc nào tôi tốt được cô chú anh chị. Tôn Phạm cũng có. Tốt nhiều, tốt ít. Xấu nhiều, xấu ít thôi. Nhưng mà cái mặt tốt của Tôn Phạm, cái mặt tốt của là bà Hằng á, không ai đưa. Toàn là nhè những mặt xấu không à. Mà những người bạn thân đó thì toàn sao? Đưa mặt xấu không à. Nhưng mà Uyên Phạm, cho dù bà Hằng, bà có chửi Uyên Phạm như thế nào đi chăng nữa, nhưng Uyên Phạm vẫn một lòng là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Đó mới chính là người bạn đó. Đó mới chính là người bạn thân đó, chứ không phải là bạn thân mà coi như là bè phái lại, hội nhóm lại vì mục đích cá nhân, vì sân si, vì cách tôi. Nên nó có những câu chuyện như vậy. Thưa cả bạn mình luôn. Bởi vậy tại sao mà Phương Anh Châu đó, nó chửi sấp mặt luôn những người như thế này nè, bạn thân mà chơi coi như đi nói xấu với nhau. Và bây giờ ngay cả Tôn Phạm luôn, sử dụng những cái tin của Tôn Phạm, lợi dụng Tôn Phạm ha, cho đã, xài cho đã. Bây giờ kêu là ngu, là cái như tin tức là không đúng, nhét chữ vào miệng người ta. Cô chú anh chị thấy kinh không? Bạn thân đó, chụp hình chung đó, tới nhà rồi đó. Nhưng mà rốt cuộc cô chú anh chị thấy nó ghê gớm không? Đúng không? Trở mặt tôi, trở mặt một cái rụp luôn. Cũng chỉ vì sao? Một chữ tiền, cũng chỉ vì là một chữ tôi mà thôi. Đúng không? Cô chú anh chị thấy kinh không? Bởi vậy á, càng ngày cô chú anh chị là càng về tiền thôi. Ngay cả bây giờ, những người đi tu, người ta cũng nói về tiền. Rất là kinh khủng. Tại sao bây giờ đồng tiền nó tha hóa, đồng tiền nó thay trắng đổi đen kinh khủng hả cô chú anh chị? Bởi vì tại sao những người vướng vào vòng lao lý cũng chỉ vì tiền, ăn nhận hối lộ, rất là nhiều tiền. Ngay hôm nay thì cô chú anh chị, đây tôi cho cô chú anh chị một số thông tin trước khi tôi đi xuống. Đây, khởi tố một chủ tịch phường nhận hối lộ 1 tỷ đồng. Đây cô chú anh chị xem, báo hôm nay mới đưa ra. Khởi tố một chủ tịch. Một chủ tịch gì đây? Một chủ ông này là chủ tịch phường thôi mà đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng rồi. Đồng tiền nó kinh khủng hơn không ở cô chú. Đây, một chủ tịch đấy, nhận hối lộ 1 tỷ đồng. Đấy, dùng tiền ha. Rồi bây giờ tới cả nhà sư luôn. Đây, nhà sư luôn nhà cô chú chị. Đây nè. Đây, nhà sư luôn bây giờ cũng vì tiền. Nè cô chú chị nghe. Quý vị nha, sẽ rất là xui, làm gì cũng thất bại, nhớ như vậy. Như vậy phải làm sao? Đây cô chú nghe nè. Phải làm sao chấm dứt cái tệ nè, tìm cái tiền mà mệnh giá thấp để mà nhét nhét vào các tượng đó. Phỉ báng quá, xúc phạm quá. Mà cái sự phỉ báng, sự xúc phạm như vậy là có phước hay tổn phước? Tổn phước. Mà nếu tổn phước như vậy thì có được may mắn không? Không. Thì như vậy cái người nào mà cứ cầm tiền mệnh giá thấp mà đi nhét trong tượng, năm đó người đó sẽ làm sao? Cực kỳ xúi quẩy nha, sẽ rất là xui, làm gì cũng thất bại, nhớ như vậy. Như vậy phải làm sao? Phải tìm tiền mệnh giá cao. Làm sao? Đưa cho thầy trụ trì. Được không cô chú chị? Bây giờ hả sư sãi, bây giờ cũng vì tiền. Phải không? Tiền cái gì? Người ta đi cúng dường đó, người ta tùy hảo tâm thôi.
Mà bây giờ sao? Cúng dường phải mệnh giá lớn, phải nhét vào mới được. Cô chú anh chị làm sao bây giờ? Cô chú anh chị tất cả cũng vì chữ tiền thôi. Tâm đâu hết trơn rồi, tình cảm đâu hết trơn rồi. Bạn bè thân thiết, quan chức bây giờ tới cả luôn là đi thầy chùa luôn. Này cũng coi như là nói những cái chuyện như vậy đó. Cô chú anh chị xem đồng tiền nó kinh không? Nó tha hóa tới nỗi như vậy đó. Ngoài đời không nói đi, bây giờ đi tu cũng là phải sân si lên, cũng phải là đi tu phải bỏ tiền vào mệnh giá lớn lớn. Mệnh giá nhỏ không được. Ủa sao kỳ vậy, đi tu gì kỳ vậy? Tứ đại giai không mà. Cô chú anh chị thấy không? Thôi, Tôn Đức Phạm nói tới đó thôi nha. Rồi bây giờ Tôn Đức Phạm xin chào cô chú anh chị chút xíu rồi mình xuống nha. Chào anh Nguyễn Đình Thông, chào anh Duy Trần, Hàng Nguyễn. À, ông trên này nói không đúng đó. Nhiều chuyện lắm. Bây giờ tu rồi đi là xài vừa tu, đi xe hơi tiền tỷ không à? Rất là nhiều. Đó. Rồi chị bà bánh cái lộn rồi, chào anh Hoàng Nguyễn, chào Luan, Du Lan, chào Thích Từ Lưa, Tín Nguyễn, anh Sơn Trần. Đó. Rồi chào chị Tuyết Phạm, chào cô Tím, chào Thanh Bình, chào Dung Huỳnh, rồi chào Du Lan. Rồi còn ai nữa không đây? Rồi đánh lên là Tôn Phạm chào hết một lần luôn nha. Đấy cũng chỉ có nhiều nhiều dòng dòng mấy người như thế này thôi. Chào Y Võ, nghe em Tôn Phạm lên nói chuyện chị nghe mà mắt lòng mắt dạ, chị hoàn toàn ủng hộ em, cảm ơn chị nhiều. Chị chúc em và gia đình luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc, cảm ơn chị nhiều. Rồi Út Nguyễn Hải, anh làm clip về Uyên Phạm nữa đi, hấp dẫn đó. Rồi tối nay 11 giờ nha, 11 giờ rồi tiếp tục nha. Rồi Chiên Vũ Thị, cứ tưởng đâu Vũ Thị Chiên, có khi nào đây là chị của là Đinh Lan hay không? Chị Đinh Lan cũng là Vũ Thị Chiên đấy nghe cô chú chị. Đó. Rồi. Rồi còn ai nữa không? Thôi xin tổng chào Kim Thiên, rồi xin Vương Đắc Thụy, rồi xin tổng chào cô chú chị nha, chào Thư Huỳnh, rồi còn ai nữa không? Chào Quang Lê. Rồi chào Chu Blue, anh Sơn Trần Vuốt 2 lít để ủng hộ Tôn Đức Phạm luôn kinh không? Rồi, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Tôn Đức Phạm nhé. Rồi xin tổng chào cả nhà. Hẹn cô chú anh chị 11 giờ tối nay giờ Mỹ cũng như là 11 giờ trưa giờ Việt Nam. Nhưng cô chú anh chị, chúng ta sẽ gặp nhau về Uyên Phạm, sẽ nói rõ về vấn đề của Đinh Lan cũng như về bà Nguyễn Phương Hằng. Xin tổng chào cô chú anh chị. Rồi, chào Hai Lúa, rồi chào Du Trần. Rồi xin tổng chào cả nhà nhé. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.